Ok anh em ơi, dịch thế này thì anh em ở nhà làm gì? Nếu anh em có kim cương á, thì anh em với shop lbg.net thì hiện tại tất cả các dòng quay may mắn của mình đều giảm giá 80% tất cả các dòng quay. Giá với 18k, 19k anh em có thể nhận được lên đến 19.990 kim cương. Thì anh em nhanh tay đi mua hẻo và nạp vào ngay. Ok anh em ơi, hiện tại đang trên đường tôi đi mua hải sản Việt Nam, mua hải sản gì nữa anh em ạ. Ok. Đó thì đang video đi dựng tay kênh thôi nha. Cảm ơn anh em có nhiều. Thì anh em muốn tôi làm video gì á thì anh em nhớ comment phía dưới nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi mua hải sản rồi mình sẽ về nướng ăn trong ban đêm luôn em. Đó, gà gừng ăn các kiểu. Ok, thì bây giờ mình tới cái chỗ mua tôm với lại ốc các kiểu nha anh em. Đó thì bây giờ mình sẽ lựa vài ký về nướng đồ ăn chơi anh em. Ok. Ok, thì sau khi 7749 lượt lựa thì bây giờ là tôi quyết định tôi lựa 1 ký tôm anh em. Đó, mình lựa 1 ký tôm với lại là 2 ký hào. Đó, về thử ăn anh em ơi. Ok, hiện tại cái ông nội này cũng đang múc tôm nha anh em. Ok, thì sau khi lấy 1 ký tôm xong thì bây giờ đầu lấy qua đây là hào đá nha. Ông nói mình hào đá chứ mình cũng biết hào gì anh em. Nói chung là ăn được là được rồi. Đó, đang lấy anh em. Đó, lấy xong tính tiền nha. Ờ thì bây giờ mình đang tính tiền với anh em thì tổng cộng là như là 300 mấy, sao mình cũng chả nhớ nữa anh em à, chỉ chung 300 mấy ấy. Đó thì bây giờ tính tiền không mình về nhà mở với anh em. A few minutes later. Ok anh em ơi, thì bây giờ mình đã về tới nhà quý nè em. Tôi nói anh em là tôi chạy xe mà tóc tôi nó đầu tóc nó khư dần rồi nè, để là cái bịch hải sản nha. Gớm cắn gì rồi đúng rồi, có hải sản của Hào không? Hải sản Hào này ăn được. Hào này là ăn tăng gì ta, tăng kích thước tăng được. Nói gì chứ rồi. Ok giờ mình sẽ vô, mình sẽ vô, mình kêu đường quý nhiêu tiêu tiếp theo tiếp theo. Làm gì ông nội? Gì? Chuẩn bị lên Hà Nội mày đi đâu vậy? Nè đâu nhà mày ngủ luôn mà nè. Coi như ngủ chuẩn bị lên gặp Hiền Tây hả? Ừ. Wow. Cái này mà đi nướng rồi tới công chuyện luôn. Ừ, mình nè tao mua tép với lại hào, ăn hào tối ăn hào nướng với hành thì thôi. Thôi xác định ăn hào nghe nói là mạnh quá. Trời ơi, con tôm nó dễ luôn trời. Ừ, sống mà. Đi cái vườn nướng thôi. Rồi đi thôi. Trời giờ này cái vườn nướng tới công chuyện luôn. Đi. Giờ này đi mày, rồi đi nha. Đi. Đi. Thì bây giờ là rửa cái này gọi là rửa gì Phú Lê? Rửa cái này là rửa gì Phú Lê? Cái này là gọi là người ta nướng. Nướng hả? Ờ, cái chảo nướng. Chảo nướng, chảo nướng này như không dầu phải không? Dầu luôn. À, có dầu luôn hả? Giờ là đang rửa tôm với lại rửa hào các kiểu rồi, sau đó nướng nha anh em. Những rửa mình gắn. Rồi bây giờ là rửa là bắt lên nướng là tới một chuyện luôn nè. Hai cái đều để lên nướng. Ú. Phú Lê chuyên nghiệp với tao rồi. Mới để lên chút xíu mà con tôm nó đỏ chó người trời. Ừ, chuyên nghiệp ta. Chuyên nghiệp phết nha, chuyên nghiệp phết nha. À, tôi nói anh em đây là người đàn ông mẫu mực. À, người đàn ông mẫu mực. Không phải là mẫu mực đâu anh em ạ, mà còn có hai vạch nữa. Hai vạch. Dạ 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 dạ. Rồi chảy máu luôn rồi, rồi. Cái gì á? Má nó kẹt trời. Trời ơi là trời. Quái cá trưởng nè. Quái. Trời ơi mấy con này to rồi. Ôi ôi. Rồi luôn rồi. Dạ. Rồi chảy máu. Chưa rồi. Ăn nó bị nó kẹt lên nồi. Trời ơi. Ủa nó kẹp nhưng gồm chảy máu tay luôn nè. Trời ơi trời ơi đang kẹp trời. Nè nó đang sôi lên nha anh em, nó đang sôi nha anh em. Đó thì bây giờ mình nướng xong rồi mình ra giường mình ăn nha anh em, lần đầu tiên. Thử thách ăn sáng vào buổi tối. What the hell? Ăn sáng vào buổi tối hả? À nè nè coi cái đầu của Phú Lê nè, mới nó mới làm anh em. Đó hai vạch luôn. Là anh em hiểu đúng không? Trời ơi. Ok bây giờ mình sẽ đợi cho nó sôi sau đó nướng với anh em. Đây là những gồm tiếp tục là công việc rửa tôm rửa hào. Tôm. Đây nha. Tôm nhảy tôm đi ba. Tôi nằm luôn rồi. Nó biểu diễn âm nhạc. Bốn trên chảo luôn rồi. Cái thằng này hồi nãy là lậu, sao nó kẹp tao chảy máu tay nè. Cái thằng này kẹp mày máu tay hả? Đây có đó bún không? Cho nó biểu diễn âm nhạc đi. Nó biểu diễn âm nhạc này bún không? Cho nó. Sao nó không bún hết chân vậy? Lên nào? Bật nhạc đi nè. Lên đây. Rồi nó hết nhảy rồi ông nội. Vậy là con đầu tiên nó sung rồi. Chắc con đầu tiên con đầu đàn á. Rồi giật giật rồi đó. Đây cái con này. Đấy. Ê! Trời ơi. Con nãy sung. Sung mà sung. Sung lên trển nó co hết tay chân chứ không nào. Ê. Trời ơi. Thật đó anh em là nó hơm vãi chữa anh em à. Tại giờ em vừa mới cho cái tí mà nó thơm. Ôi, còn à, con nãy sung vậy. Ôi. Ba cần lên ba.
Trời ơi ơi. Chín rồi đó lấy ăn đi. Ê ê ê. Nhảy rồi nhảy rồi. Ủa ủa ủa. Cơm nhảy à. Cơm nhảy rồi. Lần đầu thấy cơm nhảy. Nhảy lần cuối rồi. Nhân gồ bánh sủng luôn đi ăn nhân gồ. Trời ơi nhảy dưới đất rồi ông nội ơi. Ôi ôi ôi, thùng kìa thùng kìa thùng kìa thùng kìa thùng kìa. Ôi 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 ôi. Tao nhảy ngoài nha. Dạ. Trời sao chở không nổ. Trời ơi, nó thùng đi. Ôi, chín hết nữa bơm này. Trời nó hôm bãi chữa đây mà. Tới rồi, tới rồi, tới rồi. Trời, tới rồi. Đặt keo anh em ơi, đặt keo anh em ơi. Mới bấm. Gì vậy hả ông nội? Chín rồi kìa. Ê ê quên mới chích ngừa. Rồi quý mẫu mới chích ngừa xong ăn được không? Ăn được. Trời ơi, chả chích ngừa sao ăn tới? Rồi ơi. Con hào. Thôi ăn luôn. Trời ơi. Ăn luôn hả ông nội? Được rồi nói đấy. Không được. Tao nói mày nó hơn quá quý ơi, quý ơi. Kệ đó. Không. Tao nói mày nó như lắm hơn quý ơi, thơm lắm. Trời ơi nó hành chết đó quý ơi. Tao ăn cái đầu mày. Để anh em ăn được rồi. Trời ơi mới chích ngừa không được ăn luôn. Trời ơi nó thơm kinh khủng khiếp luôn. Sắp chín hết nha anh em. Đây cho nó anh em nè. Chích ngừa hết luôn anh em. Rồi anh em phải ở ngoài anh em mới biết nó thơm. Anh em chí tắc nè. Rồi chí tắc chà bá. Ôi trời ơi. Bá. Rồi bà ơi dẻ bà. Thôi bị thơm nha anh em. Đó thì bây giờ là giờ đem ra dẻ nha. Sau đó mình sẽ lột hào ra. Sau đó mình sẽ nướng hào nữa rồi mình ra giường mình ăn nha anh em. Cảm giác ăn buổi tối là sao Phú Lê? Tới. Ăn buổi tối mà ăn ngoài giường nó tự nhiên cái lâu lâu có sống lạnh sống lưng nữa. Hỏi ngay hốn gì. Ok giờ mình sẽ đợi cho nó chín hết rồi mình đi ngoài ăn nha anh em. Ok vẫn là đầu bếp Phú Lê. Gan. A few minutes later. Đây nha anh em, đây là tôm chín hết nha anh em. Đây là chén nước chấm thần thánh nha anh em. Đây là mấy cái chảo. Ê, Phú Lê, đập gì đập đá hả? Trời ơi, đập gì ông nội? Trời ơi, là trời đập con dính. Trời ơi, tôi nói anh em ngồi đó là trời tắt con hào ấy nè. Chăm coi con hào kìa. Trời ơi, tắt con hào hả? Họ Phú Lê húp hào cho em coi nha. Con mẹ cái muỗng rồi. Trời ơi, là trời gì vậy? Sao cống muỗng đâu không nào? À quên nhỏ thôi. Thôi gì vậy sao ta? Dạ. Dạ không có gì hết trơn nè. Ê dạ còn cái muỗng nè. Ê. Trời ơi nó cứng. Ủa con hào nó nè nó cứng vãi chữ luôn em. Thơm mùi hào quá. Húp thử đi. Húp sống luôn. Ăn hào không sống được mà. Thôi giờ đây. Giờ Phú Lê rồi để Phú Lê tắt hào cho mình nướng rồi sau đó ra giường ăn nha anh em. Ok. Má buồn. Làm gì buồn? Chỉ được ăn hào thôi, không được ăn tôm. Lẹ lẹ đi, ăn hào dữ. Lẹ lẹ đi 11 thì gửi tao phải đi ngủ á. 11 gửi đi ngủ hả? Được. Thôi giờ đi đi. Tao chưa dọn PC để mà tao ấy nè. Trời ơi. Ăn hào. Thôi tao dọn PC rồi tao chuẩn bị mày, lên hiền tây. Quý mẫu mày, cái gì lên hiền tây ông nội? Tao lên mà. Ủa tao cũng lên vậy. Ê quý mẫu mày. Cái gì? Sao tao tối ghê quá. Thì ma không mà bơi. Nói gì ba? Nói dữ ba ghê quá vậy. Trời ơi trời. Lần đầu tiên mà tôi ăn khuya luôn anh em. Trời ơi trời. Ăn từ từ. Cúng. Để tao cúng cái. Ê có cúng không? Có cúng gì không? Cúng tôm đi. Đùng. Cúng con tôm đi. Cúng con tôm. Cúng đi chứ ngoài vườn thấy ghê lắm. Mày để gì vậy? Để trên góc á. Ăn ngoài vườn là phải cúng như này. Không cúng là hơi xui á. Bà lại ăn gì đó. Ui có bê luôn nội. Rồi hặn húp đi, hặn ngụm đi. Dần ngồi xuống đây, nghe này nè. Gì? Kể chuyện hồi xưa. Rồi hiếu hàng rồi. Hiếu hàng Đức rồi. Đâu? Đức đâu? Mua đồ bếp không mua hả? Mua đồ bếp mệt quá. Mua đồ bếp hết sức. Rồi kể đi, sao? Ở đây, ở bên đây, có bà hai, bà chết lên. What? Rồi khi một cái chú con nít nữa. Sống đó ta. Nhưng mà bây giờ không được ăn tôm. Ăn hào đi ba. Nhưng mà bánh tôm tôm. Thì nhìn tôi ra tao ăn rồi. Ừ nhìn tụi tao ăn rồi mày đỡ hèm rồi. Giờ test đi. Giờ húp đại hào đi. Hào là nó béo trời. Có hào. Ủa con tôm nhìn nó béo nó ốm lưỡng quý ơi. Trời ơi trời ơi. Tôi mời anh em với mời quý nha. Tôi mời quý nha. Tôi mời này nha. Trời ơi.
ơi là trời. Ngọt lắm nè. Ui, ai mày. Ghê ghê. Cái nào mà hấp bay hấp bay hấp bay khổ khổ. Trời ơi. Nó béo cậy lên rồi. Ôi. Ngon. Ê nhìn chó. Trời ơi. Trời. Trời ơi, quý mồm tội mồm vô quý mồm ăn hào không vậy? Tội. Không sao ăn hào cho nó thơm thơm. Rồi. Rồi, quốc ơi, quốc ơi. Em ơi, quý nhá, mời mọi người nhá. Ê, quý mồm bỏ mày bỏ 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 bỏ. Gì? Đâu không được, không được, không được, không được đâu, bỏ đi, không được đâu. Trời ơi, rồi đúng rồi. Không mà chắc đầu nó béo béo không sao, răng thịt nó bị á. Bây giờ mày ăn không, tao cho quay cho. Trời ơi má, ăn ăn. Thôi cho lên mình review nè. Giờ quốc chiếc con hào đi. Tối bài luôn. Đây ạ. Đây đây đây, đây là burger ăn luôn cái này. Ui giời. Nó cái cục ngắt vậy. Nhìn mà nó nhìn nghe bệnh đó, bệnh đó, nó nhìn. Hào béo ngậy luôn rồi. Nhìn đứa tao cái coi. Đây nha anh em, con hào đây anh em. Rồi hấp luôn. Ui, cái gì? Ê quý mẹ ấm. Ăn đêm gì cảm giác nó vô mót quý mẹ ấm ơi. Ừ, này phải có giấy chấm mà. Hồi nãy quên mua mớ hành đó anh em à. Mà không sao, ăn lấy sức đi lên Hà Nội tỏ tình thiền tây anh em. Được em ơi. Thôi tỏ tình không phải hức để làm gì. Thôi à. Hức làm gì không nào. Làm những khác gì tỏ tình thôi, làm gì giờ. Tự nhiên ăn này lấy sức. Làm tiền khác không ba. Làm gì ba. Ai mà biết được. Làm những khác làm gì ba. Làm chuyện. Hữu mày ăn cái gì để ăn hào cho. Trời ơi. Ái bò hầu cũng ngon quá ghê. Hào ăn hào mới khỏe chứ. Nhưng mà em không biết ăn tôm mà thôi. Đây nữa anh quý anh không ăn thì thôi em phải ăn hộ. Ủa nhìn ngon phải trưởng anh em à. Ừ. Quay như ngợp, quay như ngợp. Ê, con chó mẹ. Con chó mẹ. Đèn sáng kìa. Ủa cái gì? Rồi, tôi mời anh em miếng hào nha em. Trời anh. Sao con hào bự mà sao có chút xíu vậy? Đây là sống lương. Ừ, đây là sống lương rồi nha. Có cái đỏ đỏ này cái gì anh? Gặp. Đó, cái đó. Nó như vậy không? Thấy chị hơi dữ dữ. Ôi! Ghê quá à. Đù, đù cái gì ba? Tôi mời anh em cũng thơm nha. Rất cảm ơn. Thôi, rất chưa xuống review đi, đứt sống. Nè, 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 nè. Cũng thơm nè. Gặp thơm nè. Ờ, quốc kiều yêu ơi. Ngon con rất là nhìn khe. Ờ, quý mỏm, quý mỏm. Cãi quý mỏm ra kìa đi, nhìn gặp. Ờ, quý mỏm, được rồi. Trời ơi, mới chích ngừa. Mỏm. Kiểu này mỏm, còn em. Ăn cái đất làm gì vậy đất. Gòn. Lè. Em là sờ chim. Ừ, sờ chim. Con này được công. Con này gồm. Ờ, le. Má ăn quỷ nó ăn dữ rồi ông ơi, nó kìm nảm không được rồi. Bỏ mỏm ơi. Mình định ăn hộ phần của ông đấy nhưng mà thôi. Mình không lỡ, anh em ạ. Trời ơi, anh em nhìn nhé. Trời ơi, ông ăn cả cái càng luôn. Ừ, cái mỏ nó bóng dữ, bóng mà. Trời ơi. Ăn thì mai nó hành thì thôi luôn. Xong. Trời ơi, cá táp nữa chết bà. Ui đừng sau Lê Bình nói gì ghê trời. Nói mà. Sao mỗi lần tao ăn mà cái đống tao nó nhiều nhất là sao? Đống tao không có con. Trời này đụng em này, nhìn đụng em này. Trời ơi. Ơi. Mày sai. Sao nó nhiều dữ vậy? Trời có cảm giác còn hạnh vậy. Rồi ăn đi. Ăn đi rồi. Mày quay mà mày ăn quay kiểu gì vậy ba? Má nó quay cái kiểu gì á? Rồi thôi, nói chung là tình cảm anh em mình thì đúng quen đang. Đúng mở miếng nè. Ăn đại quá đúng rồi, đi đâu? Rồi còn cái xương kìa. Lại được ở vậy? Nè tôi rút cái mỏm đi anh em. Từ từ.
Rồi nhập hành tây rồi ăn hào rồi chuẩn bị gì hết ba. Ừ sao mà. Trời ơi. Hết luôn, Trời ơi. Trời. Mày có cần nuôi chị bí quyết không? Nhưng mà nó bây giờ có nước á là mơ nó hành. Rượu nãy cũng chung thôi. Anh nhai thôi, nhai tí nhủ bã. Nhai thôi đúng không? Lấy nước thôi. Ừ, nhai thôi. Rồi thằng ăn dùm không? Trời cứ bỏ đi phí nhờ. Trời. Rồi Lê Bình lỡ đút cho anh rồi thôi, anh cho Lê Bình cái bã đi. Trời. Nước không được. Nước lại đi. Đường nào cũng như nó mã à. Còn còn con cuối gì thôi ra. Rồi còn con cuối sao trời ơi. Tôi còn con cuối để em đi. Trời ơi, tao húp nghe húp được. Thì trời ghê. Trời ơi, nó béo mày luôn. Liếm này nè. Này còn mấy này, Trời, cái lưỡi của ông quý điêu luyện trời ơi. Gặp nha. Trời ơi, anh em nhìn này, trời ơi. Lê Bình em mình có điêu luyện được như anh quý mõm không bây giờ? Lê Bình là hấp hẳn, không trời ơi, nhìn là ông này ăn ngon quá đúng. Trời ơi. Quý mõm chạy nhanh ba. Trời. Chạy làm gì không? Chụp. Đi ngủ. Gì trời? Đi ngủ rồi được rồi. Ừ, đi ngủ rồi, khuê rồi. Thôi, thì clip của mình này kết thúc với anh em. Tất cả mọi người và hẹn mọi người ở đồng sau nha. Anh em nhớ đóng vlog lên gặp Thiền Tây nha.